quay quay người cái nó quay trước luôn.
đó cho chứ. Bắt đầu. Bốn vị giám khảo đi. Từ vòng giao thứ 9 trở đây chúng tôi sẽ không nhắc nhở lỗi của chứng minh nào nữa. Những chứng minh chơi, thái độ thi đấu không xin sắc và các lỗi địa long thì sẽ phải dừng chân. Thi đấu không xuyên suốt, thường xuyên phải ra ngoài và ăn uống quá nhiều trong một vòng đấu.